Thưa quý vị, thưa các bạn, chiếm tỷ trọng gần 80% cơ cấu hàng xuất khẩu, sản phẩm công nghiệp đang giữ vị trí quan trọng trong danh mục hàng hóa xuất khẩu của nước ta. Để đạt được mục tiêu nâng kim ngạch lên 300 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 11 đến 12% một năm, việc nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm công nghiệp cũng như thúc đẩy mở rộng thị trường để phát triển bền vững cần được đặc biệt coi trọng. Tính đến hết năm 2015, một số ngành như là điện thoại và linh kiện, dệt may, giày dép, máy vi tính và linh kiện điện tử, phương tiện vận tải, v.v. có sự tăng trưởng đều và khá cao. Vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam, chủ yếu là vào lĩnh vực công nghiệp đã được xem như một yếu tố thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm công nghiệp. Ngoài ra, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ, cũng là yếu tố thuận lợi cho phát triển các ngành công nghiệp nói chung và hoạt động xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nói riêng. Các cái sản phẩm công nghiệp của chúng ta nói chung cũng như một số các ngành công nghiệp và thương mại của chúng ta sẽ phải được tiếp tục quan tâm và có những cái kế hoạch tiếp cận phát triển thị trường một cách bền vững hơn nữa, trên cơ sở là tiếp cận và khai thác những cơ hội của các cái khung khổ hội nhập mới mà chúng ta đã và đang có, và sắp tới sẽ tiếp tục là làm thực hiện các quy trình pháp lý để tiếp tục là tổ chức triển khai thực hiện, ví dụ như là các cái hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu hay là Liên minh kinh tế Á Âu và thậm chí là các TPP. Song song với các yếu tố thuận lợi thì những khó khăn mà sản phẩm công nghiệp cũng đang phải đối diện với một số yếu tố gây trở ngại cho xuất khẩu bền vững. Đó là quá trình toàn cầu hóa, việc tham gia các FTA làm gia tăng cạnh tranh với doanh nghiệp sản xuất nước ngoài. Với phạm vi rộng và mức độ cam kết sâu, hàng rào phi thuế quan sẽ trở nên phổ biến hơn, yêu cầu về chất lượng sản phẩm khắt khe hơn, nên sản phẩm của Việt Nam sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm sản xuất của các nước có lợi thế cạnh tranh vượt trội, cũng như các sản phẩm nhập khẩu giá rẻ tràn vào thị trường Việt Nam do được hưởng lợi từ lộ trình cắt giảm thuế quan. Không những thế, việc chưa tự chủ về nguyên liệu, phụ liệu, phục vụ sản xuất, xuất khẩu còn gây ra khó khăn khi xét các tiêu chí xuất xứ để được hưởng lợi từ các FTA. Hoạt động xuất khẩu của chúng ta là hiện nay là đang tăng trưởng dương, tức là luôn luôn ở cái chiều hướng tăng. Thế nhưng mà cái sự bền vững của nó là như thế nào, của cả cái nền xuất khẩu nói chung và đối với từng mặt hàng, từng ngành hàng. Đấy, có những ngành hàng chúng ta tăng liên tục, nhưng có những ngành hàng chúng ta tăng, sau đó lại giảm, và là thậm chí là giảm sâu, đặc biệt là trong cái bối cảnh hội nhập hiện nay. Khi mà chúng ta đã mở cửa và đã tham gia rất nhiều các cái FTA, thì không chỉ chúng ta có thuận lợi mà cũng có những khó khăn, và những khó khăn đấy nó tác động trực tiếp đến cái quá trình sản xuất. Ví như đối với ngành thép, khi hội nhập quốc tế sâu rộng cũng tạo ra nhiều thách thức. Ngành này sẽ phải đối mặt với nhiều hàng rào kỹ thuật và các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước nhập khẩu. Để bảo đảm cho việc xuất khẩu được tăng trưởng bền vững trong bối cảnh hội nhập, các doanh nghiệp ngành thép cần chủ động nâng cao hiểu biết về hội nhập để tránh những vụ tranh tụng thương mại của các nước nhập khẩu. Ngoài ra, cần tập trung nâng cao năng lực như mở rộng sản xuất, nâng cấp thiết bị và công nghệ, trình độ quản trị, xây dựng thương hiệu để nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm thép Việt Nam trên thị trường quốc tế. Khi mà tham gia hội nhập mà cái hàng rào thuế quan bị dỡ bỏ thì các nhà sản xuất thép Việt Nam cũng có cơ hội, bởi vì là cái nhu cầu thép ở trong nước là có hạn, nhưng mà cái năng lực sản xuất thép của Việt Nam bây giờ là đã vượt quá cái nhu cầu rồi, cho nên là cái vấn đề xuất khẩu là bắt buộc, là phải mở rộng được xuất khẩu thì mới phát triển được sản xuất. Vì vậy mà nếu như mà hàng rào thuế quan được dỡ bỏ thì đây cũng là một cái cơ hội cho các nhà xuất khẩu thép để có điều kiện mà xuất khẩu nhiều hơn sang các nước. Xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp tăng trưởng đều qua từng năm, tạo bước đột phá ở các thị trường mới có tiềm năng. Tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do FTA, hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm công nghiệp, góp phần huy động nội lực thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững của đất nước, đưa đất nước lên vị thế mới trong sân chơi toàn cầu. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là giữa những người hoạch định chính sách và doanh nghiệp sẽ có một cái tiếng nói chung để ta đưa ra những cái thể chế, chính sách và những cơ chế nó phù hợp để giúp cho doanh nghiệp nó là tạo ra được sự chủ động, năng động hơn nữa trong cái sân chơi toàn cầu. Sản phẩm của ngành công nghiệp rất đa dạng, phong phú, từ sản phẩm công nghệ cao, máy móc, cơ khí chính xác đến dệt may, cao su, hóa chất. Nên mỗi lĩnh vực cần có sự đánh giá về cơ hội và thách thức khi hội nhập khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung là phải có sự liên kết chặt chẽ hơn nữa.
không chỉ từ các bộ ngành mà còn của các cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội trong việc truyền thông, trao đổi để tận dụng lợi thế, hạn chế khó khăn do các hiệp định FTA hay TPP đem lại và tăng cường ký kết các FTA mới. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa trong việc đa dạng hóa các loại hình sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý phù hợp nhằm nâng cao sức cạnh tranh và chủ động nắm bắt cơ hội tham gia sâu vào chuỗi kinh tế toàn cầu.